Cô Cherry con làm gì á con? Con đang dạy chép rồi. À, con chờ chép hả? Con nhờ chị Cherry đi. Con vô rồi. Con phải để ra ngoài. Này mày chỉ nè, con để ra ngoài. Mẹ, con lấy miếng xà bông con để lên rồi con chà bên ngoài, sau đó mới để vô cái chậu để rửa. Để miếng xà bông vô. Để chút anh đi con lấy xà bông nha. Rồi. Mày đâu ra lấy miếng xà bông nó đi, lấy một chút xíu xà bông để vô cái dép, xong bắt đầu chà đánh bọt lên. Đánh bọt lên rồi bắt đầu mình chà mấy cái vết bẩn. Nè, ngồi đi. Ngồi cái ghế này nè Cherry. Cherry ngồi cái ghế này. À để ướt cái ghế này hả? Rồi. À, đánh bọt lên. Lấy cái bàn chải đánh bọt rồi lấy của bên này đánh qua bên kia luôn để cho nó tiết kiệm xà bông nha. Tiết kiệm xà bông nha. Đánh dùng cái bàn chải đánh lên cho nó có bọt con. Đó, đánh ra nó có bọt. Ừ, ít nước thôi, một tí xíu nước thôi. Ừ, ok. Con định chà chép hết cho mọi người hay sao mà con đem lên đây hết cho gia đình? Dạ không, cái đôi này là hồi đó con giặt xong cái con mang đôi này. Ờ, ok. Đôi vàng là để mang cho phía trong cho nó sạch đúng không? Chưa mà biết chữ dép nè. Còn mèo dép mèo dơ đúng không? Mèo muốn nhờ chị hả? Mèo dơ đây đây ở dưới đây nữa. Trời đất ơi, rồi bây giờ con có nhờ muốn nhờ chị hay con tự làm? Muốn nhờ chị. Trời sướng quá ha. Con nhìn chị làm đi để mai mốt con biết con tự con chà dép của con. Rồi coi cái áo của Mio nè. Hả? Cái áo mặt đen thui luôn. Rồi Mio lột ra luôn. Chị giặt luôn. Lột áo là phải đi lên trên lấy một cái áo khác thì chị mới giặt cho được. Mio lên lấy áo khác đi. Chị giặt cho áo luôn. Xong. Xong rồi, giỏi quá. Chà luôn mấy đôi cho mấy em với anh hai luôn. Nhớ là lấy một miếng nước ra ngoài để cái đôi đó con cũng chà luôn hả? Thôi chà đi dép mang trong nhà được rồi, mấy đôi kia đi xịn không à, để đó đi. Tiết kiệm, đó đánh sập bánh lên là nó sẽ có bọt lên là nó sẽ sạch nha. À, nhớ là mình làm mình phải tiết kiệm xà bông nữa rồi tiết kiệm nước nữa chứ không phải mình làm xà ra đâu nha con. Rồi thôi bye bye Cherry nha. Cherry giỏi quá, cảm ơn Cherry nha. Cherry phụ mẹ giỏi quá, bye bye.